xin chào tất cả quý khách hàng. Thì bữa nay thì công ty chuẩn bị mở bán, chuẩn bị bung ra những cái lô đất và những căn nhà phố. Thì Nhân sẽ làm video sau cho tất cả quý hàng cùng được xem. Còn bây giờ thì Nhân sẽ quay được cái cảnh công viên kỳ quan của mình. Bây giờ thật sự phải nói là một cái sức hút rất là lớn, cực kỳ lớn tại khu Tây Bắc thành phố Hồ Chí Minh. Thì không có cái khu nào mà làm khu du lịch sinh thái mà nó chưa hoàn chỉnh mà lại có một cái sức hút mà nó lớn tới như vậy. Thì như tất cả người khách hàng mình thấy là những cái đoàn xe của những cái em nhỏ, những cái em học sinh ở trên Sài Gòn xuống đây để mà tham quan cái khu các tù của sinh của mình. Thì hiện tại bên mình là chỉ mới có hoàn thành xong cái công viên địa bàn thế giới thôi, còn cái khu du lịch sinh thái của mình thì bắt đầu sang năm công ty sẽ bắt tay vào làm. Thì bây giờ thì bên đó nó khá lị mắng, nhưng mà khi mà công ty bung ra và tiếp tục làm cái khu du lịch sinh thái thì bên đó sẽ là một trong những cái khu mà cái giá nó sẽ cực kỳ sốt nha mọi người. Cho nên quý vị khách hàng mình mà đã mua đất bên đó thì mình cứ an tâm, nó sẽ là một cái trong những cái bùng nổ của năm sau và cái khu vực Tây Bắc thành phố Hồ Chí Minh của mình. Có khoảng trên 20 chiếc xe chở các em học sinh trên Sài Gòn chỗ này đã tham quan. Đêm tối hôm đó thì là tổ chức một cái chương trình ca nhạc dành cho công nhân của những cái khu công nghiệp của Đức Hòa mình, chẳng hạn như là Xuyên Á, Hoàng Gia, Đức Hòa 3, Đức Hòa 2. Thì hôm tối cũng diễn ra cũng khá thành công rồi, cũng khá là đông những người khách hàng, rồi những cái khách du lịch ở những nơi khác họ đến đây để tham quan các tù của sinh. Đây đúng không? Thì như Nhân nói là chỉ hoàn thành một cái công viên bãi kỳ quan thế giới thôi, mà nó cũng khá là nổi tiếng và cũng khá là cái sức hút khá là lớn đối với tất cả những cái vị khách hàng mà ở Sài Gòn của mình hoặc là các tỉnh miền Tây lên đây để tham quan. Đây cũng là một trong những cái đặc điểm nổi bật để mà có thể là tất cả vị khách hàng mình ở những nơi khác biết về các tàu của sinh. Và khi mà công ty bắt đầu vào làm khu lịch sinh thái 8 hecta nữa thì lúc đó thì cái khu phú sinh của mình và là trở thành một trong những cái khu du lịch và nói về sinh thái, nói riêng về khu Tây Bắc thành phố Hồ Chí Minh nha mọi người. Còn riêng về cái khu cá tủ sinh này, Nhân dám hứa chắc với tất cả quý khách hàng chỉ cần sang năm thôi thì giá đất ở đây nó sẽ tăng vọt lên tầm khoảng 10-15%. Cái điều đó là điều tất nhiên của những cái đợt mà các tường bung ra sản phẩm hoặc là những cái dịp để mà bất động sản nó lên giá, chẳng hạn như là mỗi một năm thì nó lên tầm khoảng 15-20%. Bây giờ thì Nhân mời tất cả quý khách hàng mình cùng nhau bay lên cao để nhìn ngắm lại khu cát tường Phú Sinh và công viên bãi kỳ quan một lần nữa nha.